Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay con rất là vui mừng khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh xin được phép giấu tên, hỗ trợ 55 phần quà cho bà con nghèo đang gặp khó khăn trong mùa dịch ở dân tộc Khmer, ấp Hòa Long 2, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dạ, mỗi phần quà trị giá là 121.000, gồm có là 5kg gạo. Dạ, đây là gạo ngon, gạo ngọc trời. Dạ, một bao 5kg là giá 75.000. Dạ, có 20 quả trứng là giá 46.000. Dạ, do bà con ở xa với tình hình dịch bệnh căng thẳng nên con có mời bà, có nhờ ban ấp là mời bà cô chú lại nhận quà. Cô ơi, con mời cô nha. Dạ, đây là của anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cô một phần quà nghe cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Giúp cô vượt qua khó khăn trong mùa dịch nha. Rồi. Cảm ơn cô. Dạ, cô đi tới luôn đi cô. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cho cô một phần quà nha cô. Cô lấy giùm con nha. Dạ, giúp cô vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Dạ. Dạ rồi. Anh chị nha, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng chị một phần quà nha, giúp chị chúng ta khó khăn trong mùa dịch. Dạ. Nè, lại đây, nhận phần quà nè. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng chị một phần quà nha. Dạ. Cô ơi, cô mời cô nha. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cô một phần quà nha cô. Dạ, giúp cô vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Cảm ơn chú. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi chị một phần quà nha, giúp chị vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Chị nhận đi chị. Dạ, rồi mình di chuyển tới luôn chị. Dạ. Dạ rồi, em bé ơi, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình con một phần quà nha. Rồi, con xách nổi không? Rồi, tới luôn. Rồi, đi tới trước đi cơ. Rồi. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cô nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ôi trời, quýnh hoài hết trời. Chị cô mời cô nha. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cô một phần quà nha. Dạ. Cô sách nổi không cô? Nổi con ơi, cũng dạ. Răng sách nữa. Dạ, này là cô sách đây bạch, cô cầm đây. Dạ đúng rồi. Dạ cô, dạ, cô mời cô nha. Cảm ơn rồi đó. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cô nha. Dạ. Có cô gì sức khỏe. Cô ơi, anh Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô một phần quà nha. Dạ. Dạ, mời cô. Anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng chị một phần quà nha. Vô. Chị khó khăn trong mùa dịch à. Dạ, anh Mạnh Thường Quân gửi tặng chị ạ. Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe. Mình còn mấy phần nha chị? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 50, 15, 25, 30, 35, 40. 41, 42, 42 phần nữa. Dạ anh ơi, tụi em đã phát xong 42, 13, 13 phần rồi. Em xin phép anh đi về qua địa điểm khác. Ủa? Cô? Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên, hỗ trợ cô một phần quà nha. Chúc cô nhiều khó khăn trong mùa dịch ạ. Dạ rồi. Cô còn hộ nào không? Hóa ôm lên. Dạ, mình di chuyển tiếp hộ cái tiếp đi hả chị? Con chào cô nha. Dạ. Cô ơi, nay con đại diện Mạnh Thường Quân là anh giấu tên gửi tặng cho gia đình cô một món quà nha. Dạ, cũng giúp cô vượt qua khó khăn trong mùa dịch ạ. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, con mời cô nha. Rồi lại đi, cô lại đẳng cho bà.
Ủa? Chân cô bị gì vậy cô? Tay biến. Dạ, dạ cô ơi. Cảm ơn cô. Dạ, anh Mạnh Phùng Vương giấu tên gửi tặng cô một món quà nha. Dạ, chú xích xích nhìn cô. Dạ, chú cô nhiều cảm cảm đó để chú ở nắm này. Chú cô nhiều sức khỏe nha cô. Cô đi về. Cảm ơn. Dạ. Dạ, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chị một phần quà nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, tới luôn đi chị. Dạ cô. Anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một phần quà nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Anh Mạnh Hùng Quân gửi tặng. Dạ, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng anh một phần quà nha. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Chào chị. Cảm ơn. Anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chị một phần quà nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Chị cầm chắc trứng nha. Cô bên đó. Để, còn một phần nữa em xách được anh ơi. Có kéo. Cất luôn cái bao luôn đi chú. Cô chờ ngoài nắng. Cất cái bao đi trắng trời ơi Hà Tại muốn lấy cái bao vậy. Chú cắt ngang cái bao luôn đi chú. Cắt bỏ cái bao luôn đi dạ. Dạ, cô ơi, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một phần quà nha cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, con chào cô. Dạ, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một món quà nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, anh Mạnh Hùng Quân gửi tặng chị một món quà nha. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ chị, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chị một món quà nha. Cảm ơn chị nhiều sức khỏe. Dạ cô, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một món quà nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, cô ơi, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một món quà nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ rồi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chị một món quà nha chị. Chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Dạ, con chào cô. Cô ơi, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một món quà nha. Chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Dạ, chào chị. Dạ, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chị món quà nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Chúc quý vị sức khỏe. Dạ, cảm ơn chị. Chú cái bao chú. Dạ. Dạ con chào cô nha. Dạ. Cô ơi anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một món quà nha cô. Cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn cô. Cô cầm lên đây nè cô chuẩn bị trứng cô. Dạ. Dạ con chào cô. Anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng cô một món quà nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ cô đi tới giùm con luôn nha. Dạ, chú, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chú một món quà nha chú. Dạ, chú nhiều sức khỏe. Dạ bà ơi, con chào bà. Anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng bà một phần quà nha bà. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú. Chú ơi, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chú một món quà nha chú. Dạ, cảm ơn. Chúc gia đình chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. 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 Anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng gia đình chị một món quà nha. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe hả? Dạ, con chào chú. Chú ơi, anh Mạnh Hùng Quân giấu tên gửi tặng chú một phần quà nha chú. Chúc gia đình chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, chú đi tới. Chú cầm bên đây nè.
Dạ. Dạ rồi. Má chị xin hả? Xin lại xin Đẳng hả? Đẳng phải không? Dạ. Ê, anh Mạnh Hùng giúp anh với bạn gia đình em một món quà nha. Chúc gia đình em về sức khỏe. Rồi, anh Mạnh Thường Quân gửi tặng gia đình em một món quà nha. Chúc gia đình em nhiều sức khỏe rồi đi tới luôn em. Dạ, chị ơi. Anh Mạnh Thường Quân gửi tặng gia đình chị một phần quà nha. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Có chừng trứng đó chị. Đây, anh Mạnh Thường Quân gửi tặng gia đình em một món quà nha. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe đây. Gửi này, rồi, chúc rồi, tới đây kìa. Dạ, em chào chị nha. Anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình chị một phần quà nha chị. Chúc cho chị nhiều sức khỏe. Dạ, chắc đó chị. Rồi, tới đây chị. Chị, em chào chị. Dạ chị ơi, anh Mạnh Thường Quân giấu tên cái tặng gia đình chị một phần quà nha. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Chị cầm lên đây chị. Có dừng xe á chị. Rồi, chào em nha. Anh Mạnh Thường Quân giấu tên cái tặng gia đình em một phần quà nha. Chúc gia đình em nhiều sức khỏe. Dạ con chào bà. Con chào bà. Bà ơi, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình bà một phần quà nha bà. Cảm ơn nha. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe, bà cầm trên đây giùm con. Dạ. Có không? Dạ bà đi tới luôn đi bà ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn dạ, cô chào bà. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình cô một phần quà nha cô. Dạ, cảm ơn. Chúc bà nhiều sức khỏe. Này, chưa bé ơi. Bé nói vô bé. Rồi, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình em một phần quà nha. Chúc em nhiều sức khỏe. Đây, chị. Anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình chị một phần quà nha. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Con chào bà. Dạ. Bà ơi, mạnh khỏe nha cô. Dạ, hôm nay anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng cho gia đình bà một phần quà nha bà. Dạ. Chúc gia đình bà nhiều sức khỏe. Dạ. Năm, sáu, bảy. Dạ, anh ơi, nãy giờ em đã phát hết 48 phần quà rồi, còn 7 phần quà nữa thì em xin phép anh sẽ đi lại từng hộ để phát cho bà con luôn ạ. Anh ơi, đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang vô anh. Dạ. Dạ, em chào anh. Dạ, nhà anh ở đây hả? Dạ. Dạ, anh Mạnh Thường Quân giấu tên gửi tặng gia đình anh một phần quà gồm 5kg gạo và 20 quả trứng. Dạ. Chúc gia đình anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ em xin phép chào anh. Dạ, con chào bà nha bà. Bà ơi, hôm nay con đại diện cho Mạnh Thường Quân là anh xin được phép giấu tên gửi tặng gia đình bà một phần quà nha bà. Dạ, 5kg gạo và 20 quả trứng. Chúc gia đình bà nhiều sức khỏe nha. Bà khiên nổi không? Để con điên vô cho bà. Dạ. Dạ rồi, bà ơi con để vô trong rồi. Con xin phép bà con về nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn bà con trang vô, nhận bà con trang. Kế tiếp luôn ha. Dạ, trong xe. Dạ, rồi chú này. Dạ con chào chú, nhà kế bên luôn. Dạ, hôm nay con đại diện Mạnh Thường Quân là anh xin được phép giấu tên. Dạ, tặng gia đình chú một phần quà. Dạ, chúc gia đình chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, xin phép chào chú. Dạ, dạ chú. Ấp Bà Long 2 cũng xin một phần quà cho cái anh Võ Văn Trắng. Thì là cũng không có nhà cửa ở,
ở đậu ở ban tự quản, dạ. Nay cũng có là theo tiếp đoàn của mình. Dạ, dạ anh Mạnh Thường Quân giấu tên ơi, à, có anh có chú trưởng ấp đã nhờ xin cho cái chú Trắng hả chú? À. Dạ, chú Trắng thì hiện tại là không có nhà ở, là ở đậu chỗ ban ấp. Dạ, em xin phép anh trao cho chú một phần quà luôn nha anh. Dạ, đây, con gửi chú của anh Mạnh Thường Quân giấu tên nha chú. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô ơi, hôm nay con đại diện Mạnh Thường Quân là anh xin được phép giấu tên, gửi tặng cho gia đình cô một phần quà gồm 5kg gạo nha cô. Dạ, 20 quả trứng. Dạ, chúc cho gia đình cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, đem vô đi con. Dạ, dạ con xin phép cô. Dạ. Ok. Dạ, chào chú. Dạ, chú ơi, hôm nay con đại diện Mạnh Thường Quân đó là anh xin được phép giấu tên gửi tặng gia đình chú một phần quà gồm 5kg gạo và 20 quả trứng. Dạ, chúc gia đình chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, con xin phép chào chú. Dạ, con chào bà. Bà ơi, hôm nay con tới con đại diện Mạnh Thường Quân đó là anh xin được phép giấu tên gửi tặng cho bà một phần quà gồm 5kg gạo nha bà. Với 20 quả trứng. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà đây với ai vậy? Với Hạnh cha. Dạ. Bà ăn cơm chiều hả? Ăn cơm sáng đó con. Ủa, sao con thấy rau với leo muối phải không bà? Đây ăn gì, bữa nay đâu có ai bán gì đâu con. Vậy bà ăn chay hay ăn mặn? Ăn mặn á. Sao con thấy bà có rau với leo muối mà không có thịt cá gì trơn vậy bà? Không có ai bán, bữa nay đâu có ai bán gì đâu ăn. Dạ, bà nhớ bà mua thịt cá vô tổng bộ nha bà. Dạ, con xin phép bà con về. À, bà cảm ơn mấy dạ, con. Dạ, dạ, cảm ơn bà. Dạ, hôm nay em rất là vui mừng khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân đó là anh xin được phép giấu tên, gửi tặng 55 phần quà cho 55 hộ nghèo dân tộc Khmer đang gặp khó khăn trong mùa dịch. Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh giấu tên rất nhiều. Em chúc anh và gia đình gặp nhiều sức khỏe, công việc thì được thuận lợi, được thành công anh nha và gặp nhiều may mắn. Dạ, em chào anh, chào các bạn.